Hello, xin chào mọi người. Sáng sớm hôm nay thì mình quyết định ra vườn và hôm nay mình đã có một cái chiếc điện thoại mới để quay video cho nó đẹp và nét hơn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái loại sâu bệnh, nói chung là côn trùng gây hại trên cây dâu tây mà chúng ta thường gặp phải. Dâu tây thì cái đặc tính nó là ưa ẩm, cho nên là một số các cái côn trùng ưa ẩm thì nó sẽ rất là thích trú ngụ, cũng như là ăn lá, ăn ngọn, cũng như là ăn hoa, cũng như là gặm quả trên cây dâu. Thì hầu như cây dâu thì các cái bộ phận này thì đều là làm cho đều là thức thức ăn của dâu của sâu ấy, của sâu ấy, cho nên là hoặc là côn trùng, cho nên là nó rất là thích. Cho nên hôm nay mình ra vườn mà gặp rất là nhiều cái tình trạng lá bị rỗ như thế này, cũng như là ngọn bị ăn trụi. Thì vườn mình là mình trồng sạch á, cho nên là mình chỉ có bắt sâu thôi chứ không có phun thuốc. Nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một số các loại sâu và các cái cách để phòng trị nó nhá. Thì đây, sáng ra thì trước tiên là mình sẽ cho các bạn xem con ốc sên này. Đó, nó ăn lá rất là kinh anh em ạ. Nãy giờ mình đi mình gặp con này là con thứ ba rồi. Nãy hai con kia thì mình nghĩ là nó cũng chỉ là ít thôi, nhưng mà càng đi thì nó lại càng xuất hiện nhiều. Cho nên là mình quyết định vào lấy cái điện thoại và ra làm ngay một cái video để quay cho anh em xem những cái côn trùng gây hại cũng như là cách phòng trừ nó. Riêng ốc sên này thì có một cái loại thuốc mà chuyên trị cho nó, mà mình chỉ cần rắc sau một đêm là nó sẽ tự chết, nó tự vào tự tự ăn và tự chết. Đó thì mình sẽ giới thiệu cái loại thuốc đó cho anh em ở một cái video ở cái đoạn cuối của video này. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt con ốc sên này nha anh em. Con ốc sên đây anh em ạ. Con ốc sên này nó có hai ba loại lợn cơ. Con này là con thân mềm và nó không có vỏ. Còn các cái con khác thì nó có vỏ và nhỏ hơn. Đó, em có thể xem nó đang bò ngon ngon ngoậy ngon ngoậy và nó ăn lá ra ăn lá dâu. Mình sẽ chắc là sẽ quăng nó đi thôi chứ giết thì cũng hơi tội, tại vì nó cũng hơi yếu ớt. Và anh em thì có thể xem cũng tại cái dốc gốc dâu tây này thì lại có một con ốc sên loại khác. Đó, nó đây. Đó, mình cũng có thể nghĩ là nó do mình lót ít cỏ thì ốc sên nó ưng ở chỗ này thì nó vào đây thôi, nhưng mà không phải các bạn ạ. Ở chỗ mình thì ốc sên nó bò lên cây và nó ăn lá rất là nhiều. Đây là một con ốc sên này, nó có vỏ này anh em này. Đấy, nó đang nằm ngủ nghỉ gì đó, nhưng mà con này nó cũng gây hại ghê lắm. Đây nữa anh em à, trên một cái cây dâu tây khác thì cũng phát hiện một con như này, nó đang bò ở trên trên cái lá và ăn lá đây. Nó ăn rất là kinh luôn, nó nhỏ nhưng mà nó ăn 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 liên tục, dường như nó muốn ăn hết cả thế giới luôn vậy. Mình sẽ giết nó. Đây là một trong những cái phân của nó này anh em này. Đó, bạn có thể thấy không, ngay cái tay của mình đây này, đó là phân của nó đây. Rồi bây giờ khi mà phát hiện phân như thế này thì chắc chắn là sẽ có sâu nha, hoặc là ốc sên nha, cho nên anh em sẽ tìm bằng được và tiêu diệt nó, chứ không là nó cứ luẩn quẩn ở trong đấy. Mỗi ngày nó cắn một ít, mà nó chủ yếu là nó cắn vào ban đêm đó, nên là mình phải tìm và diệt nó nhé. Quanh vườn thì lại có một cái loại dâu như thế này. Cái này thì dâu này là dâu Mỹ đá nha, quả nó rất là to và nó rất là nhiều trái luôn. Cây nó khỏe cực kỳ khi mà mình trồng ra đất. Thì hôm sau mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn là cái việc là giữa mà trồng dâu ở trong chậu cũng như là trồng dâu ra ngoài nền đất thì cái nào nó có lợi hơn và giúp cái cây dâu của mình nó ok phát triển trái cũng như là mạnh khỏe hơn, cũng như là trái to sạch sẽ hơn, thì mình sẽ tìm cách làm một cái video như vậy để các bạn có thể so sánh được giữa trồng giữa cái này và cái kia như thế nào nha. Thôi thì mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo nha.